Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ cách làm gỏi bò rau mầm nha. Với cái cách làm như thế này thì sẽ cho chúng ta thành phẩm là gỏi rất là thấm gia vị nhưng mà rau không có bị nát, rất là giòn, giữ được cái độ giòn của rau nhé. Nếu mà bạn nào cảm thấy thích thì bắt tay vào làm chung với gia đình của mình ngày hôm nay với món gỏi bò này đi nào. Cũng có đầu tiên thì mình sẽ có 200 tới 300 gram cải mầm ha. Bên cạnh đây thì mình có ớt sừng nè. 350 gram thịt bò mình đã xắt ra miếng nhỏ rồi. Giấm anh, mè trắng, cà chua bi. Mọi người có thể thay thế bằng cà chua to cũng được ha. Ngò rí, hành tây, tỏi, ớt. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành mình ướp bò. Mình sẽ ướp vô đây cỡ tầm 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh dầu mè. Mình ướp dầu mè như thế này thì có tác dụng làm cho cái bò của mình nó mềm và nó có cái mùi thơm ha. Nếu trường hợp các anh chị và các bạn không có dầu mè thì chúng ta cũng có thể thay thế bằng dầu anh cũng được. Rồi bây giờ thì mình sẽ đảo đều lên cho cái phần bò này thấm gia vị nhé. Bây giờ trong lúc đợi bò nó thấm thì chúng ta sẽ sơ chế tất cả nguyên liệu còn lại. Đối với hành tây thì mình chỉ cần sử dụng nửa củ hành tây và mình sẽ xắt mỏng như thế này nha. Mọi người xắt mỏng giống như mình bỏ vô bún bò á. Rồi mình bỏ vô cái tô và mình sẽ cho vô đây là 2 muỗng canh đường. Kế tiếp thì mình sẽ cho vô đây là 4 muỗng canh giấm anh nhé. Mình sẽ giống như là mình muối chua cái hành này vậy đó. Rồi đảo đều lên. Và sau khi mà mình đảo đều lên rồi thì các anh chị và các bạn sẽ bọc nó lại và mình bỏ vô ngăn mát tủ lạnh để mình giữ được cái độ giòn và giảm cái mùi hăng của hành tây ha. Bên cạnh đây thì mình sẽ tiến hành mình làm nước mắm. Cho 2 muỗng canh đường vô một cái chén. Rồi cho thêm 2 muỗng canh nước mắm nữa nhé. Rồi kế tiếp thì chúng ta sẽ cho vô đây là 4 muỗng canh giấm anh. Giấm này thì mình sử dụng cái giấm gạo á. Cái giấm gạo là giấm 5% á mọi người. Rồi chúng ta sẽ hòa tan cái phần đường, giấm và nước mắm này. Thì mình sẽ được cái hỗn hợp nước mắm để mình bóp gỏi á. Nó sẽ có cái vị chua chua, đậm đà và vị ngọt nha. Rồi sau khi mà mình hòa tan cái phần đường rồi thì mình sẽ dặn vô đây là 1/3 muỗng cà phê muối. Kế tiếp thì mình sẽ bắt lên bếp một cái chảo và mình cho dầu ăn vô đây ha. Tiến hành mình xào bò đó. Khi mà dầu ăn nóng thì mọi người sẽ cho tỏi băm nhuyễn vô. Mình sẽ khử cho thơm vàng lên nha. Và khi mà tỏi đã thơm vàng rồi thì mình sẽ cho bò vô. Và lúc này thì các anh chị và các bạn xào bò trên lửa lớn nha. Để cho cái phần bò này nó không có bị ra nước và nó sẽ không có bị dai. Mọi người xào cho nó vừa chín tới là được. Và sau khi mà mình cảm thấy xào vừa chín tới như thế này rồi thì chúng ta sẽ tắt bếp. Lúc này thì mọi người cảm thấy nó còn đỏ đỏ nhưng mà một lúc sau thì nó sẽ chín ha. Và ở đây thì rau mầm thì mình đã rửa qua nước muối loãng rồi. Và mình cho cà chua bi lên trên, cho hành tây vừa nãy mình bóp đó, mình bóp với giấm đường đó, mình sẽ cho lên. Và mình chan một ít nước mắm. Nước mắm này thì mình đã cho một ít tỏi và ớt vô rồi đó mọi người. Đó, mình sẽ hòa tan, mình sẽ đảo đều một lần nữa. Và mình sẽ chan nhẹ ở trên cái rau mầm như thế này.
Và cái gọi rau mầm này thì các anh chị và các bạn ăn tới đâu thì mình sẽ bóp gọi tới đó nhé. Tại vì mình đừng có bóp trước, tại vì bóp trước mình để lâu nó sẽ bị rụt cái rau lại và nó sẽ không còn giữ được cái độ giòn nữa. Rồi mình sẽ cho bò vừa nãy mình xào mình cho lên trên. Ở đây thì mình muốn trang trí cho nó đẹp. Còn nếu mà bạn nào mà muốn ăn trộn liền mà mình ăn liền thì mình cứ cho tất cả vô rồi mình trộn đều lên rồi mình bỏ ra đĩa mình cùng nhau thưởng thức nha. Mình cho một ít hành tây lên trên cho đẹp. Và mình sẽ cho một ít hành phi lên trên để tăng cái mùi thơm ha. Còn bạn nào mà muốn ăn tỏi thì mình cho thêm tỏi nữa nè. Rồi thêm một chút xíu tiêu nữa là chúng ta đã hoàn thành xong cái món gỏi rau mầm ngày hôm nay rồi đó các bạn. Và ở đây thì mình sẽ rắc cái mè. Mè trắng thì mình đã bỏ vô bếp và mình rang lên rồi ha. Mình cho mè trắng nữa. Nếu mà bạn nào thích ăn đậu phộng thì chúng ta cũng có thể cho đậu phộng. Nhưng mà mình muốn giữ được cái mùi thơm của mè trắng nên là mình không có cho đậu phộng. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách làm gỏi bò rau mầm. Nếu mà các bạn cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like, một đăng ký, ủng hộ tinh thần kế với cô vợ nhé. Có những cái góp ý nào thì comment ở dưới để một bạn nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Rồi, kế với cô vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha.